trung tâm nhập thất, một nhu cầu cần thiết. Nếu lo sợ không dám nhập thất là điều đáng tiếc, vì việc tự nhập thất cũng là điều không nên. Tại sao lại như thế? 1. Tự nhập thất phải đương đầu với nhiều trở ngại. Nhiều người hiểu biết qua lý thuyết, nhận thấy nhập thất có nhiều lợi ích, nên quyết định tự làm lấy một mình ở nhà. Phần đông đều không đạt được mục đích, nếu không muốn nói là thất bại. Lý do vì đời sống tại gia đình không thích hợp cho việc nhập thất. Đời sống gia đình thiếu điều kiện để giữ gìn những kiên cử, đôi khi còn gặp phải nhiều chướng ngại khác. Đời sống gia đình không thích hợp cho nhập thất. Mọi thành viên trong gia đình ăn uống bình thường, chỉ có người nhập thất không ăn uống, nên nhất định phải đương đầu với những thức ăn kích thích sự thèm khát. Vả lại, đời sống gia đình với những sinh hoạt như giao tiếp khách khứa, giải trí, sử dụng máy tính hay các sinh hoạt khác đều đưa đến những chướng ngại cho sự nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình cũng không thích hợp để vận khí đưa năng lượng vào cơ thể, chế ngự cảm giác đói khát. Ngoài ra, do không hiểu biết, thân nhân thường khuyên người nhập thất sớm chấm dứt vì thất. Thậm chí ở nhiều gia đình, thân nhân còn phản đối mạnh mẽ việc nhập thất, xem việc làm này là kỳ dị. B. Gia đình không tiện cho các bài tập nhập thất. Để chế ngự cảm giác đói khát, giữ cho sức khỏe bình thường, người nhập thất phải tập đầy đủ các bài tập, các tư thế tập. Ngoài ra, người nhập thất còn phải được nghỉ ngơi và ngủ đầy đủ để bảo toàn sinh lực, được trang bị thêm những kiến thức, những dặn dò cần thiết nơi người hướng dẫn. Những điều này không thể thực hiện được tại nhà. C. Gia đình khó kiên cử. Chẳng những tại gia đình, người nhập thất gặp nhiều chướng ngại không tiện tập luyện ngủ nghỉ mà còn khó kiên cử những điều cần thiết. Nhập thất thì nhất định cử ăn uống, nhưng không chỉ cử ăn uống mà còn phải kiên cử nhiều điều khác như cử tiếp xúc, ít nói chuyện, không lo âu buồn phiền, giận hờn, không quan hệ sinh lý. Những điều này dễ dàng thực hiện ở một lớp nhập thất, tại trung tâm nhập thất thì lại khó khăn nếu ở tại gia đình. Phải kiên cử những điều cần thiết để đạt được kết quả cao mà còn phải tập sống tách rời thế sự nên không thể thực hiện tại gia đình. D. Sống tách rời thế sự. Nhập thất là quay lại chiến thắng bản thân. Cuộc chiến thắng đầy gay go này chỉ thực hiện được khi sống tách rời người thân. Chúng ta tập sống một mình như lúc mới chào đời và lúc vĩnh viễn ra đi. Vì vậy, việc rời khỏi gia đình để sống một thời gian độc lập là hoàn toàn rất cần thiết. Mọi sự chung đụng, quan hệ, ràng buộc, gắn bó tại gia đình cần phải dừng lại trong thời gian nhập thất. Có thực hiện sự tách rời này, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc và ra đi an lành. Bất cứ ai có bất cứ sự ràng buộc nào tại thế gian này, kể cả sự ràng buộc với người thân yêu đều khó ra đi bình an. Tất nhiên, khó có đời sống hạnh phúc. Mà sống độc lập, tách rời, hoàn thành ước nguyện riêng là bước đầu giải thoát mọi sự phiền tạp để sống hạnh phúc và ra đi an lành. 2. Nhập thất tại một trung tâm 2. Nhập thất tại một trung tâm nhập thất dễ dàng, kết quả cao. Một lớp nhập thất tại trung tâm nhập thất với những trang bị chuyên môn giúp cho người nhập thất thực hiện được kỳ thất dễ dàng và đạt kết quả cao. Môi trường thích hợp. Dù nhập thất lần đầu hay tái nhập thất các lần kế tiếp, chúng ta cũng nên đến lớp nhập thất tại trung tâm nhập thất. Ở đây có môi trường thích hợp hơn ở nhà, chướng ngại không có, kiên cử dễ dàng, vận khí thuận lợi, ngủ nghỉ có thời khóa, nên cảm giác đói khát không ảnh hưởng đến nhập thất, mà sức khỏe lại tốt hơn. B. Những trang bị chuyên môn. Tại trung tâm nhập thất, người nhập thất được theo dõi hàng ngày về trọng lượng, huyết áp, độ đường, nhiệt độ cơ thể bằng các dụng cụ chuyên môn, nên luôn luôn biết rõ những diễn biến về sức khỏe. Nhờ đó, người nhập thất tăng thêm niềm tin và nghị lực. Ở nhà rất khó có sự theo dõi chặt chẽ này. C. Được sự gần gũi và chăm sóc của người có chuyên môn và có kinh nghiệm. Người nhập thất luôn luôn cần đến sự trợ lực và chăm sóc của người có chuyên môn và kinh nghiệm. Một thầy thuốc giỏi cùng với một người có kinh nghiệm là một trợ lực không thể thiếu.
Họ thường xuyên ở bên cạnh mình để theo dõi các diễn biến nơi thân và tâm của mình. Họ cũng nhắc nhở những kiêng cữ cần thiết, hướng dẫn tập luyện ngủ nghỉ theo thời khóa nên thời gian trôi đi rất nhanh. Ở nhà không thể có được sự trợ lực, đó là chưa kể người hướng dẫn còn tăng cường sức mạnh tinh thần cho ta. Sức mạnh này không có được tại gia đình. Ngoài ra, tại trung tâm nhập thất, mọi người sinh hoạt giống nhau, hướng về cùng một mục đích, nên nương tựa vào nhau, khuyến khích lẫn nhau giữ gìn các điều kiêng cữ. Ngay cả khi bị cám dỗ bởi một sự thèm khát nào đó, người nhập thất tại trung tâm nhập thất cũng dễ dàng vượt qua hơn ở nhà. Tóm lại, nhập thất là một thời gian đặc biệt khác với ngày thường. Nó là một thử thách khó vượt qua, nhất là lần đầu, nên chúng ta cần có sự giúp sức. Mà nhờ sự giúp sức của người có kinh nghiệm rất cần thiết để việc nhập thất thường xuyên xuyên, mỗi tuần, mỗi tháng hay mỗi năm để được dễ dàng và đạt kết quả cao. Chúng ta phải tham gia các lớp nhập thất tại trung tâm nhập thất. Chúng tôi đang cố gắng thành lập một số trung tâm nhập thất để có sự trang bị chuyên môn, có sự chăm sóc chuyên môn và hướng dẫn nhiều kinh nghiệm tại địa điểm tốt nhất về môi trường. Phải làm được điều này thì phương pháp nhập thất mới phổ cập một cách khoa học được. Và chính nhờ phổ cập được một cách khoa học mà phương pháp nhập thất đem lại lợi ích lớn lao cho nhiều người. Quan trọng hơn là mới cứu được nhân loại đang đau khổ vì bệnh tật, chết non, không tìm được ý nghĩa trong đời sống và không tìm được ý nghĩa của sự ra đi.